Xin chào các bạn, mình tên là Thoa và hiện tại thì mình đã làm công việc điều dưỡng được 5 năm tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản. Công việc điều dưỡng tại Bệnh viện Chuyên khoa Mắt không chỉ cho mình cái cơ hội được thực hành những kiến thức chuyên môn đã được đào tạo mà còn cho mình cái cơ hội được tiếp xúc với bệnh nhân, gặp gỡ với bệnh nhân và lắng nghe những câu chuyện của họ. Và đó là những cái trải nghiệm rất là quý giá mà mình đã có được. Hiện tại thì mình đang đảm nhiệm công việc chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật tại bệnh viện. Thì một ngày làm việc của mình bắt đầu việc thứ nhất là mình sẽ kiểm tra lại cái danh sách bệnh nhân phẫu thuật trong ngày. Thứ hai là kiểm tra lại những cái thông tin cần lưu ý của mỗi bệnh nhân. Và thứ ba là mình sẽ chuẩn bị hồ sơ bệnh án. Các điều dưỡng chăm sóc như chúng mình thì sẽ đồng hành cùng với bệnh nhân một một từ khi bệnh nhân bước vào bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật cho đến khi bệnh nhân phẫu thuật xong và đến khi bệnh nhân ra về. Mỗi ngày sẽ có nhiều loại phẫu thuật khác nhau trong ngày. Do đó thì việc bệnh nhân ở những lứa tuổi khác nhau sẽ cần những ngày chăm sóc khác nhau. Vì vậy mà bọn mình sẽ luôn luôn tìm hiểu trước thông tin của bệnh nhân để có thể tiếp đón và chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo hơn. Là một người điều dưỡng đồng hành với bệnh nhân trong ngày phẫu thuật thì chúng mình hiểu rằng bệnh nhân có rất nhiều những cái lo lắng, băn khoăn, trăn trở trước cái ca phẫu thuật của mình. Vậy nên công việc của người điều dưỡng không chỉ là hỗ trợ bệnh nhân thực hiện những cái quy trình chuyên môn mà còn là giải đáp những băn khoăn, những thắc mắc của bệnh nhân, trấn an bệnh nhân và để họ yên tâm bước vào ca phẫu thuật của mình. Mỗi bệnh nhân thì đều có một cá tính, một câu chuyện, một nỗi lo và một mong muốn riêng khi tới với bệnh viện. Mình tin rằng họ không chỉ cần là chăm sóc về sức khỏe mà còn cần chăm lo về cả tinh thần nữa. Do đó mà điều dưỡng chúng mình đã luôn luôn nỗ lực không ngừng học hỏi và trau dồi những kỹ năng chuyên môn để có thể thấu hiểu và chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo hơn. Đối với mình thì công việc điều dưỡng như là một người bạn đồng hành cùng với bệnh nhân và mình luôn luôn rất tự hào về cái công việc của mình. Xin cảm ơn các bạn.